thách cô ta cầm nồi đi ăn xiên, rồi lại thách cầm bình đi uống trà sữa. Ok, nhận kèo luôn các bạn ơi. Vì là thách bất ngờ quá, chưa chuẩn bị được bình nên là mình đã mượn ngay bạn mình cái bình ngâm, à mà ngâm gì mọi người biết rồi đấy, để đi uống ta tưa ngay. Và thế là từ một em bình 3 lít 5 ít trong nhà thì hôm nay em nó được đi du lịch muôn nơi luôn. Đó đó, mình vào quán trà sữa quen thuộc, rồi là tính đi tính lại tận 4 cốc mới đầy bình được luôn. Đấy, rồi là đến bước quan trọng chính là phải đổ trà tưa vào bình thôi. Cơ mà cứ phải lắc đều, không là bỏ quên trân châu ở đáy cốc mất. Vì là em trà sữa này có hẳn 3 loại topping, nào là trân châu hoàng kim này, thạch đen với cả pudding nữa luôn. Ý sợi đỉnh ngay đỉnh ngay, trông cái bình nó đầy thích thật sự ạ. Rồi làm ngay một hớp trà sữa thơm béo mà vẫn là cái mùi hồng trà đặc trưng thôi. Cơ mà uống nguyên bình kiểu này tâm trạng nó cũng lạ hẳn nha, kiểu vừa uống vừa nghĩ xem ví dụ bây giờ mà chạy bộ 2 vòng thì thứ đổ ra là mồ hôi hay là trà sữa ta. Haha, đùa thôi, tuy là thử thách nó không có dễ lắm nhưng mà với một đứa mê trà sữa như mình thì phải thử mới biết được. À, thì đấy là trà sữa của mình, còn đứa bạn đi cùng mình nó bảo là đang giảm cân nên là làm ngay cốc hồng trà ngũ cốc kem cà phê cho nó healthy ạ. Ôi rồi, nghe bảo đây là dòng mới có thế mà đã biết rồi, đúng là người chơi hệ tà tưa có khác ha. À, thì phần kem cà phê thì ngậy ngậy thơm thơm thôi, mình chưa cảm nhận rõ vị lắm. Ăn cùng ngũ cốc giòn giòn cũng hơi vui mồm thôi, mình cũng chưa cảm nhận rõ vị lắm. À, thì hồng trà thì cũng chưa cảm nhận rõ vị lắm. Thôi bạn ơi, cho mình thử thêm xíu xiu nữa, hứa là một xíu xiu thôi để cảm nhận rõ vị nha. À, thì vừa uống trà vừa nha chân châu dai dai với thêm cả ngũ cốc giòn giòn cũng vui mồm đấy. Haha, tu được khoảng 1 lít trà sữa thì mình quyết định đứng dậy đi bộ vận động một xíu để lấy sức uống tiếp ha. Đó, vừa đi vừa uống, về nhà rồi lại uống tiếp. À, lý do mà trong em ống hút hơi ngắn vì là em nó sinh ra chỉ để cắm vào cốc trà tưa thôi, chứ cắm vào cái bình siêu toa khổng lồ như này thì phải cúi xuống mới hút vừa là đúng rồi. Rồi rồi, tối đến là phải đi bổ sung tí vitamin thì rồi mới có sức mà uống tiếp được. Là mình thịt bò chấm đẫm vào cái sốt me chua chua ngọt ngọt. Ta nói thịt bò thì nóng hổi, ăn cùng sốt me chua đúng là rất class. Vẫn cứ là phải tu hết em bình trà cơ chứ. Đấy đấy, đến khúc cuối là không hút được nữa rồi này. Lấy em muôi múc nốt chân châu lên không là phí lắm.